Đức Thắng với phong trào công nhân Sài Gòn đầu thế kỷ 20 đến năm 1930. Phong trào công nhân Việt Nam gắn liền với tên tuổi đồng chí Tôn Đức Thắng, người công nhân ưu tú, người sáng lập ra tổ chức công hội bí mật vào năm 1920, người trực tiếp lãnh đạo phong trào công nhân Sài Gòn trong những năm đầu thế kỷ 20, góp phần tích cực vào việc đặt nền móng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 2008, 98 năm thành lập Công hội Sài Gòn, 73 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia cho xuất bản cuốn sách Tôn Đức Thắng với phong trào công nhân Sài Gòn đầu thế kỷ 20 đến năm 1930. Cuốn sách sẽ giúp chúng ta thấy rõ vai trò và tình cảm của Bác dành cho giai cấp công nhân và những đóng góp của Bác đối với tổ chức công đoàn Việt Nam. Đây là nguồn tư liệu quý cho quý độc giả muốn tìm tòi, học hỏi và tự rèn luyện bản thân thông qua tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.